Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chính gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. May mắn liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét chật két, phất lên làm đại gia, cuối năm ăn Tết linh đình. Con người chưa đủ lớn khôn, làm sao hiểu hết ngọn nguồn xưa nay, cuộc đời trăm đắng ngàn cay, quy luật nhân quả kiếp này mà thôi. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm, cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa lỗi lầm tiêu tan. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh 1962 thân mến, trong cuộc sống thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc và sự giàu có. Nhiều người không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc, nhưng nhờ vào tính cách tuyệt vời, luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để vươn lên, nên đã được Thượng Đế và các vị thần may mắn chiếu cố, cuộc sống trong tương lai sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ chi tiết về tử vi tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tháng 10 âm lịch báo hiệu con giáp này đã đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời siêu giàu. Trong video luận giải tử vi tháng 10 âm lịch, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Nhâm Dần sinh 1962 có gặp phải những khó khăn nào và sự xuất hiện dấu hiệu vàng vào thời điểm nào trong tháng 10 âm lịch 2024. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có, cuộc đời sang trang quý khán giả nhé. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tháng 10 âm lịch chính là một giai đoạn thú vị và đầy thách thức dành cho những người tuổi Nhâm Dần. Sự tác động của tứ hành xung tạo nên một bầu không khí căng thẳng, khiến bạn phải đối diện với nhiều áp lực từ gia đình và môi trường sống xung quanh. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với những quyết định quan trọng như chuyển đổi chỗ ở hoặc thay đổi công việc. Những sự thay đổi này có thể gây ra không ít lo lắng, nhưng hãy nhớ rằng chúng cũng mang đến cơ hội để bạn tái cấu trúc cuộc sống của mình trong thời gian này. Điều quan trọng là bạn cần dành thời gian để tự suy ngẫm và đánh giá lại bản thân, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng khả năng và hạn chế của mình thay vì dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Sự tự tin và tinh thần tự lập sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân. Cuộc sống đôi khi đưa ra những thách thức để chúng ta nhận ra giá trị của chính mình. Hãy xem đây như một cơ hội để trưởng thành và phát triển. Tuy nhiên, sự hiện diện của Nguyệt lệnh lâm thai trong thời điểm này có thể tạo ra những rào cản về tư duy. Mặc dù bạn là người có khả năng và chăm chỉ, nhưng lối tư duy theo thói quen có thể khiến bạn khó nắm bắt được những cơ hội tiềm năng. Điều này có thể làm bạn cảm thấy bế tắc và khó khăn trong việc phát triển mạnh mẽ. Hãy thử nghiệm với những cách tư duy mới mẻ, mở rộng giới hạn của bản thân và khám phá những khía cạnh mới của cuộc sống. Chỉ cần bạn can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bạn sẽ phát hiện ra những chân trời mới đầy hứa hẹn. Đừng lo lắng, bởi tháng 10 âm lịch này cũng mang lại cho bạn những cơ hội thăng tiến đầy hứa hẹn. Với sự ảnh hưởng tích cực từ thiên đức cát tinh,
Nếu bạn biết chớp lấy thời cơ, có khả năng cao bạn sẽ gặt hái được thành công trong công việc. Những cơ hội thăng tiến có thể đến từ những mối quan hệ bạn đã xây dựng hoặc từ những sáng kiến mà bạn đề xuất. Hãy tự tin vào khả năng của mình và không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước. Sự kiên trì và quyết tâm sẽ dẫn bạn đến những đỉnh cao mới. Đặc biệt, thời điểm này cũng mở ra nhiều cơ hội phát tài, phát lộc cho tuổi Nhâm Dần. Nếu bạn đang khởi nghiệp, đây chính là thời điểm vàng để bạn tìm ra hướng đúng đắn, tạo dựng được những mối quan hệ kinh doanh bền vững và mang về doanh thu ổn định cho công ty. Hãy dành thời gian để xem xét và lên kế hoạch cho những dự án tương lai. Đôi khi, sự thay đổi trong tư duy và cách tiếp cận sẽ mang đến cho bạn những nguồn cảm hứng bất ngờ. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, mọi điều trong cuộc sống đều có thể xảy ra, dù cho có những khó khăn thử thách, hãy luôn giữ vững tâm thế tích cực và tin tưởng vào chính mình. Bạn là người nắm giữ chìa khóa cho tương lai của mình. Tháng 10 âm lịch này sẽ là cơ hội để bạn chứng minh bản lĩnh và khả năng của mình. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch này, vận trình của người tuổi Nhâm Dần mở ra một bức tranh đầy hứa hẹn về sự nghiệp. Đây là thời điểm mà sự khéo léo và tài năng giao tiếp của bạn sẽ được phát huy tối đa. Những mối quan hệ với đồng nghiệp, tiền bối và khách hàng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp bạn vượt qua những thử thách trong công việc. Nếu bạn biết cách tạo dựng và duy trì những mối quan hệ này, thì thời điểm này sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội làm việc ưng ý. Khung cảnh công việc của bạn sẽ trở nên ổn định hơn với cơ hội để bạn mở rộng mạng lưới xã hội. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn bày tỏ ý kiến, chia sẻ cảm xúc và tìm kiếm những kết nối mới. Không chỉ trong công việc mà ngay cả trong đời sống tình cảm, thời điểm này cũng sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để gắn kết và thắt chặt mối quan hệ với những người xung quanh. Hãy chủ động tìm kiếm những cơ hội hợp tác, vì rất có thể bạn sẽ tìm thấy những đồng minh giá trị trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, bạn cần phải lưu tâm đến việc điều tiết kế hoạch và thời gian của mình. Đừng để khối lượng công việc dồn dập khiến bạn cảm thấy rối rắm và mất kiểm soát. Hãy học cách lập kế hoạch rõ ràng và phân bổ thời gian một cách hợp lý. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về công việc và có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, hãy tin tưởng vào khả năng của chính mình. Sự tự tin sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và thử thách mà bạn có thể gặp phải. Sử dụng tư duy, lý trí để đánh giá tình hình thực tế và tìm kiếm những hướng đi thuận lợi cho bản thân. Mỗi quyết định bạn đưa ra trong thời gian này đều có thể ảnh hưởng đến tương lai. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và hành động với quyết tâm. Tóm lại, tháng 10 âm lịch là thời điểm mà tuổi Nhâm Dần cần phát huy hết năng lực của bản thân, xây dựng các mối quan hệ và điều chỉnh kế hoạch công việc một cách khéo léo. Hãy sẵn sàng đón nhận những thách thức và cơ hội mới, vì thời điểm này sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị và bất ngờ. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là một thời điểm đầy hứa hẹn cho tài lộc của tuổi Nhâm Dần. Sự xuất hiện của chính tài mang đến một luồng sinh khí mới, khiến tài chính của bạn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc bạn nên cân nhắc những cơ hội đầu tư có lợi, vì khả năng sinh lời cao đang chờ đợi. Bạn hãy nhanh chóng nắm bắt những cơ hội này để tối ưu hóa lợi ích cho bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về tài chính, bạn cũng cần chú ý đến việc quản lý cảm xúc của mình. Tứ lục bay về phương Tây Bắc nhắc nhở bạn rằng, kiềm chế là một yếu tố quan trọng trong việc chi tiêu. Dù cho thu nhập của bạn có cao hay thấp, điều cốt yếu chính là bạn tiết kiệm được bao nhiêu. Hãy nhớ rằng, việc sở hữu nhiều tiền không có nghĩa là bạn có thể tiêu xài thoải mái. Sự khôn ngoan trong chi tiêu sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn cho bạn trong thời điểm này. Hãy đặt ra các kế hoạch chi tiêu rõ ràng và cụ thể. Đừng để bản thân bị cuốn theo những cơn sóng mua sắm nhất thời. Việc mua sắm không kiểm soát có thể dẫn đến những tổn thất không đáng có, khiến bạn lâm vào tình trạng tài chính khó khăn. Hãy luôn ghi nhớ rằng, sự thận trọng trong chi tiêu là chìa khóa để duy trì sự ổn định tài chính. Ngoài ra, hãy tận dụng thời điểm này để suy nghĩ về các chiến lược đầu tư dài hạn. Nếu bạn có ý định đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hoặc các lĩnh vực khác, đây có thể là thời điểm thích hợp để hiện thực hóa kế hoạch của mình.
Đừng ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn từ những chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Tóm lại, tháng 10 âm lịch sẽ mang đến cho tuổi Nhâm Dần cơ hội tài lộc tuyệt vời. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, sự khôn ngoan và kiềm chế trong chi tiêu sẽ là yếu tố quyết định cho sự thịnh vượng. Bền vững trong tương lai, hãy hành động một cách thông minh và sáng suốt, để tài chính của bạn không chỉ sáng rực trong thời điểm này mà còn phát triển vững bền trong những tháng tiếp theo. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch đối với người tuổi Nhâm Dần, thời điểm này mang đến những tín hiệu tích cực về sức khỏe. Ngũ hành tương sinh đang vận hành hài hòa, giúp sức khỏe của bạn được cải thiện một cách rõ rệt. Có thể bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân và điều này đã dẫn bạn đến việc xây dựng những kế hoạch, điều chỉnh sức khỏe phù hợp với nhu cầu của chính mình. Rất nhiều người trong số bạn đã có những bước tiến ấn tượng trong hành trình cải thiện vóc dáng. Mục tiêu giảm cân mà bạn đặt ra không chỉ được hoàn thành, mà còn mang lại cho bạn sự tự tin và niềm vui mới trong cuộc sống. Sự thon gọn và vóc dáng cân đối không chỉ là kết quả của sự cố gắng, mà còn là biểu tượng của sức khỏe và năng lượng tích cực. Bạn sẽ thấy mình không chỉ nhẹ nhàng hơn mà còn tràn đầy sức sống, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu tích cực, bạn cũng cần lưu ý đến tình hình sức khỏe của trẻ em và người cao tuổi trong gia đình. Thời điểm này, sức khỏe của họ có thể gặp phải một số vấn đề, đặc biệt là người lớn tuổi. Rất dễ gặp phải tình trạng mạch máu khó thông suốt. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Hãy chăm sóc và chú ý đến chế độ dinh dưỡng của họ, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe. Đồng thời, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cũng vô cùng quan trọng, đảm bảo rằng bạn có các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân và người thân. Điều này không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn tạo ra cảm giác an tâm cho cả gia đình. Tóm lại, tháng 10 âm lịch sẽ là một giai đoạn thú vị đối với sức khỏe của tuổi Nhâm Dần. Hãy tận hưởng những thành quả mà bạn đã đạt được, đồng thời chăm sóc những người xung quanh mình. Sự chú ý và tình yêu thương dành cho sức khỏe không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn góp phần tạo dựng một môi trường sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mọi người. Xét về phương diện tình cảm gia đạo của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này sẽ mang đến những sắc thái đa dạng trong truyện tình cảm của tuổi Nhâm Dần. Trong đó có cả những thách thức và cơ hội do sự tác động từ ngoại cảnh. Bạn có thể gặp phải một số vấn đề trong đời sống tình cảm, khiến tâm trí bạn thường xuyên bị lôi cuốn vào những suy nghĩ về quá khứ. Những kỷ niệm và nỗi đau xưa cũ có thể trở lại, làm cho bạn cảm thấy bất an và lo lắng. Để vượt qua giai đoạn này, điều quan trọng là bạn cần phải phân định rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại. Hãy học cách chấp nhận những gì đã qua và cải thiện những hiểu lầm có thể tồn tại. Việc này không chỉ giúp bạn giải tỏa những áp lực, mà còn tránh được những mâu thuẫn không đáng có trong chuyện tình cảm. Đừng để những kỷ niệm xưa chi phối cuộc sống hiện tại của bạn, mà hãy mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn. Ngoài ra, việc tự chăm sóc tâm hồn của mình cũng rất cần thiết. Hãy tìm cách làm dịu những lo lắng và áp lực nội tâm mà bạn đang phải gánh chịu. Sự tự chăm sóc không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà còn tạo ra một không gian tinh thần tích cực, từ đó cải thiện các mối quan hệ xung quanh. Trong thời điểm này, bạn cũng nên đầu tư nhiều hơn vào tình cảm và các mối quan hệ trong gia đình. Đây là thời điểm lý tưởng để gắn kết với cha mẹ, con cái và anh chị em. Hãy dành thời gian bên họ, chia sẻ những câu chuyện và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Giai đoạn này hứa hẹn mang lại những cảm xúc ấm áp và giúp bạn tìm kiếm được những mối quan tâm mới trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng và không nên dễ dàng bị cuốn vào những ảo tưởng hay kỳ vọng quá cao. Nhưng mong đợi không thực tế có thể dẫn đến thất vọng. Hãy giữ cho trái tim bạn mở rộng, nhưng đồng thời cũng hãy giữ vững lý trí, tránh để những ước mơ trở thành gánh nặng cho chính mình. Tóm lại, tháng 10 âm lịch này sẽ là một hành trình khám phá trong lĩnh vực tình cảm của tuổi Nhâm Dần. Hãy nhớ rằng, tình yêu và sự quan tâm không chỉ là những cảm xúc đơn thuần, mà còn là những hành động thực tế mà bạn dành cho những người thân yêu. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc.
Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu đen. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch sẽ mang đến cho tuổi Nhâm Dần nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống cá nhân. Nguyệt lệnh sẽ chiếu sáng, khuyến khích bạn thể hiện bản thân một cách tự tin và quyết đoán. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu những dự án mới hoặc phát triển những ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc mới hoặc muốn thay đổi môi trường làm việc, đừng ngần ngại tiến bước, sự quyết tâm và năng lực của bạn sẽ được công nhận. Trong lĩnh vực tình cảm, mối quan hệ với gia đình và bạn bè sẽ trở nên ấm áp hơn. Hãy dành thời gian cho những bữa ăn sum họp, tạo cơ hội để trò chuyện và gắn kết với những người thân yêu. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến khả năng giao tiếp của mình. Hãy lắng nghe những ý kiến và cảm xúc của người khác để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Sức khỏe sẽ là một điểm cần chú ý trong tuần này. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi căng thẳng do khối lượng công việc lớn. Hãy nhớ rằng, việc chăm sóc bản thân cũng quan trọng không kém. Hãy dành thời gian cho việc thư giãn, có thể là một buổi đi dạo, tập yoga hay đơn giản là đọc sách. Những hoạt động này sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng và sự cân bằng. Tử vi tuần thứ hai trong tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 10 âm lịch. Bước vào tuần thứ hai của tháng 10 âm lịch, có thể bạn sẽ gặp một số thử thách trong công việc. Sự cạnh tranh có thể trở nên gay gắt hơn và bạn sẽ cần phát huy tính sáng tạo của mình để giải quyết vấn đề. Đây là thời điểm mà bạn cần giữ sự bình tĩnh và lý trí, không nên để những áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của mình. Trong lĩnh vực tình cảm, có thể có những xung đột nhỏ trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với cách bạn giao tiếp và truyền đạt cảm xúc. Hãy dành thời gian để thảo luận và lắng nghe nhau nhằm giải quyết những mâu thuẫn có thể xảy ra. Đôi khi chỉ cần một cuộc trò chuyện chân thành có thể làm thay đổi mọi thứ. Về sức khỏe, tuần này yêu cầu bạn phải chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn phục hồi sức lực và tinh thần. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, tức từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch sẽ mang đến những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp. Nhờ những nỗ lực trước đó, bạn có thể nhận được những cơ hội thăng tiến hoặc được giao những nhiệm vụ quan trọng. Đây là thời điểm để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp của mình. Hãy tự tin chia sẻ ý tưởng của bạn và bạn sẽ thấy rằng người khác sẵn sàng hỗ trợ bạn. Trong cuộc sống tình cảm, sự kết nối với người thân sẽ được củng cố. Những cuộc trò chuyện chân thành và những khoảnh khắc cùng nhau sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp. Nếu bạn còn độc thân, đây cũng là thời điểm tốt để mở lòng tìm kiếm những mối quan hệ mới. Hãy nhớ rằng, sự tự tin và thái độ tích cực sẽ thu hút những điều tốt đẹp đến với bạn. Về sức khỏe, bạn có thể sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống. Hãy tận dụng thời gian này để tham gia vào các hoạt động thể chất hoặc các sở thích cá nhân. Tuy nhiên, hãy tránh làm việc quá sức vì bạn có thể gặp phải tình trạng mệt mỏi nếu không biết điều chỉnh hợp lý. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, tức từ ngày 23 đến hết tháng 10 âm lịch. Tuần cuối của tháng 10 âm lịch sẽ mang đến cho tuổi Nhâm Dần một cảm giác trọn vẹn và thỏa mãn. Bạn có thể cảm nhận được sự tiến bộ trong cả công việc và đời sống cá nhân. Những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong suốt tháng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là thời điểm tốt để bạn xem xét lại những mục tiêu của mình và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo trong tương lai. Về mặt tình cảm, bạn sẽ thấy rằng mối quan hệ của mình trở nên sâu sắc hơn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy dành thời gian cho nhau tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ. Nếu bạn độc thân, hãy cởi mở với những mối quan hệ mới. Một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Về sức khỏe, hãy tiếp tục duy trì những thói quen tốt mà bạn đã hình thành trong thời điểm này. Chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn giữ vững sức khỏe. Đây cũng là thời điểm tốt để kiểm tra sức khỏe tổng quát,
đảm bảo rằng bạn đang ở trong trạng thái tốt nhất. Tháng 10 âm lịch này, tuổi Nhâm Dần sẽ trải qua một hành trình phong phú với nhiều cơ hội và thách thức. Hãy tận dụng những khoảnh khắc tích cực và chăm sóc bản thân cũng như những người xung quanh. Sự cân bằng trong cuộc sống sẽ mang lại cho bạn một thời điểm thật ý nghĩa và trọn vẹn. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Nhâm Dần sinh 1962 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Tý. Khi nói về chuyện làm ăn giữa tuổi Nhâm Dần và tuổi Tý, cả hai cần phân biệt rất rạch ròi xem ai đang là người đứng đầu và vị trí top đầu luôn phải giao cho tuổi Nhâm Dần. Vì con người này thích mình luôn ở vị trí đứng đầu, tuổi Tý hơi nhút nhát sẽ là hậu phương vững chắc cho tuổi Nhâm Dần. Ngoài chiến tuyến, tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo vát, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Tuổi Tý khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình, đa số những công việc nào giao cho tuổi Tý đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Sửu. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Nhâm Dần với tuổi Sửu có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người tuổi Nhâm Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Sửu, sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Nhâm Dần thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Tuổi Sửu sẽ dạy tuổi Nhâm Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Nhâm Dần sẽ chỉ cho tuổi Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Dần. Trong công việc, hai người tuổi Nhâm Dần cũng cần nỗ lực không ngừng để giữ hòa khí và để cho công việc êm đẹp. Tuổi Nhâm Dần vốn chăm chỉ và có hoài bão lớn. Nếu cả hai tuổi Dần đều có cùng một mục tiêu chung, họ sẽ phát đạt nhanh chóng bởi nguồn năng lượng trong họ rất dồi dào. Tuy nhiên, nếu họ không đi chung một con đường, sự nghiệp của họ rất khó thành bởi sự bất ổn định thường xuyên xảy ra. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Mão. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Nhâm Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Nhâm Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau. Ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Thìn phải lựa nhiều để có thể trở thành đối tác của tuổi Nhâm Dần. Ngược lại, tuổi Nhâm Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung chứ không thể chỉ làm theo cách riêng của mình. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Tỵ. Hai hành tinh này nếu là đối tác kinh doanh thì họ lại cùng nhau làm ăn khá tốt. Tuổi Tỵ vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi Nhâm Dần dũng cảm và tính tình khá thoáng, sẽ biết cách để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vậy nhưng, vấn đề mấu chốt là hai con giáp này cần hiểu và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Ngọ. Về phương diện kinh doanh, tuổi Nhâm Dần và tuổi Ngọ có thể hợp tác tốt. Họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên trong công việc, người tuổi Nhâm Dần nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Ngọ, vì họ rất dễ nhảy việc. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Mùi. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, tuổi Nhâm Dần cần để không gian cho tuổi Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người tuổi Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh trong công việc. Tuổi Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì tuổi Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng tuổi Nhâm Dần. Vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của tuổi Nhâm Dần là món quà tặng lớn đối với tuổi Mùi. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Thân. Trong công việc, hai hành tinh này cũng có nhiều việc cần bàn. Tuổi Nhâm Dần nghiêm khắc và yêu cầu tuổi Thân phải làm việc nhiều hơn. Trong khi đó, tuổi Thân thích chơi nhiều hơn, làm hai con giáp này nhanh chóng chán nhau. Bởi tuổi Thân coi tuổi Nhâm Dần là kẻ thích làm bề trên. Trong mắt tuổi Nhâm Dần, tuổi Thân là mẫu người lông bông và ham chơi. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Dậu.
Nếu tuổi Nhâm Dần và tuổi Dậu là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Nhâm Dần đánh giá cao hơn tuổi Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc khiến tuổi Nhâm Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Dậu thì vui vẻ để tuổi Nhâm Dần đứng ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Tuất. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Nhâm Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Tuất. Thỉnh thoảng, tuổi Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà tuổi Tuất thấy không hài lòng nhất ở tuổi Nhâm Dần là đôi khi tuổi Nhâm Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuổi Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Nhâm Dần và tuổi Hợi sẽ tạo thành một tập thể vững vàng với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Tuổi Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của tuổi Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để tuổi Nhâm Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.